Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio xuất hàng vào cuối buổi chiều. Tùng Nguyễn review với những cấu hình check kèn, tép giấy, phân tần rời. Đây là những đơn hàng giao cho khách. Có bác thì bị cháy tép, có bác thì thay phân tần, có bác thì thay bát 20. Nhà em bán linh kiện loa, thế nên là có rất nhiều các bộ check kèn chế rời, rồi các bộ check kèn giao cho khách và phân tần để nâng cấp loa. Thì sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để cho tất cả các bác đăng ký mua hàng. Một cặp bát 20BM từ 140 côn 51. Loại này gân vải, ca sáng, sưng nhôm đúc xịn nhất trong tất cả các loại bát 20. Đấy. Còn đây, tại sao các cái bộ tép mà em cài tụ mới chở này như để làm gì? Các bộ tép này là để chế rời ở ngoài. Đấy, ví dụ như khi các bác chế rời ở ngoài, bộ dàn bị thiếu tép thì không thể nào thiếu được con tụ con chở để thay cái bộ phân tần. Tép kèn B3450 từ 120 cùng 14. Tép kèn giờ xếp từ 120 cùng 14 mã là ND253. Tép kèn neo bi à, tép kèn neo niền khối của BNC, loại xịn, côn nhựa dây dẹt. Tép kèn neo, tép kèn giờ NG từ 120 cùng 14. Loại khủng của giờ CF là từ 140 cùng 14 giờ CF. Các bác đang được nhìn ở kia là từ 120, còn đây là từ 140. Tép giấy BMB China xịn giao cho khách. Đấy. Còn đâu phân tần thì em có một loại phân tần dành cho loa sự kiện, đánh 2 bát 40, check kèn 750 850. Bro 2528 chạy 3 chở nhôm, một bóng cầu chì để chống cháy. 2 bát và một check kèn. Đấy, loa phun đôi 725. Nếu như ta đã sử dụng cái bộ tép khủng như kia, 450 khủng như giờ xe kia, hoặc là các loại tép khủng, thì ta có thể sử dụng bộ phân tần có mã là tím 1 chạy 3 con chở nhôm màu tím. Đấy, bảo mạch màu trắng. Còn đâu ta đánh tép kèn như các dòng như côn 75. Đấy, côn 75. Côn 75 thì em có phân tần là BL3 chạy 2 con chở nhôm màu tím. Sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để cho tất cả các bác xem và mua hàng các bác nhé. Đầu tiên em xin giới thiệu đôi bát 20BM. Đấy, giới thiệu ở đâu thì lại quay về để giới thiệu lại. Từ 140 và côn 51, model là 8AZ630. Từ 140 côn 51, gân vải thẩm dầu, sưng nhôm đúc. Loại này ca cực kỳ sáng với giá 1 triệu mốt một đôi, được bao ship các bác nhé. Hôm nay em bảo tất cả đều bao ship cho tất cả các bác khách hàng. Các bác đặt hàng chỉ cần nhắn tin địa chỉ, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền. Sản phẩm được bảo hành, lỗi đổi mới cho khách hàng. Các bác cực yên tâm. Khi các bác bị nhận một cái chiếc bát này về sử dụng nó bị rẻ, em Tùng Nguyễn Audio đổi mới cho tất cả các bác chiếc bát khác luôn. Đấy, các bác nhé. Bát 20BM gân vải, tép giấy BW China xịn, loại này 250 một đôi. Tép giấy BMB China xịn, chữ in cực kỳ nét và hình thức tép thì các bác hai từ bằng nhau, chạm BMB, dâu teo, mang giấy. Đây là dòng check giấy các bác nhé. Ở đằng sau của nó lót một lớp mút ở đây. Đây là check giấy, loại tròn 10 phân. Còn đâu check kèn B3 ở đây, nắp nhôm từ 120, côn 44 nắp nhôm. Ai chơi với loại kèn này là loại kèn bắt ốc này, bắt 4 con ốc này. Ai chơi với cái loại mà gen xoáy thì phải có một cái bích nối nhựa như này. Đấy, cái bích nối nhựa để tạo thành cái gen. Đây các bác nhìn này, đang là bắt ốc nha, tạo thành gen thì nó phải bắt ốc, bắt một cái gen vào đây thì nó thành có cái đầu vẻo ở đây. Đấy. Tép B3 ở đây là 700.000 một đôi. Sản phẩm đều được bao ship hết từ 120 cùng 4. Khi các bác chế rời ở ngoài thì là 800.000 một bộ, cả tép cả phễu, tặng bích nối, tặng tụ chở. Con chở sứ thì ở bên âm, con tụ vàng thì ở bên dương. Đấu 1 mét dây ở đằng sau lít loa các bác nhá, đấu 1 mét dây ở đằng sau lít loa. Những bộ tép B3 các bác có thể cả chơi cao cấp hơn như RCF này, tép laser này, và đây là tép kèn neo liền khối này, hoặc là bộ khủng hơn thì là RCF này. Đấy, 1 mét dây cả đằng sau lít loa, khi mình vặn đẩy lên thì nó sẽ lên cùng với loa luôn. Đây là bộ tép B3. Còn đây là bộ tép NG từ 120 cùng 4, HG 120 trừ 5, từ 120 cùng 4,
Loại này em có cả từ 140 con 51, còn đây là từ 120 con 4. Kèn này thì nó có cái đầu xoáy sẵn rồi. Đấy, kèn này có đầu xoáy sẵn rồi, 800.000 đôi củ tép này được bao ship. Sản phẩm được bao đều được bao ship hết các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Tép giờ xếp từ 120 con 4, từ dày và bích dày. Đấy, từ dày và bích dày. Con này thì là 900.000 một đôi. Sản ở trên thị trường có cả loại rẻ hơn các bác nhá. Nhưng các bác Hoàng lưu ý cho em. Còn đây là củ tép neo liền khối của BNC. Con này sử dụng chạm cài neo liền khối cực kỳ đẹp và hay luôn. Đôi tép này có giá là 1.550.000 một đôi. Là một đôi củ các bác nhá. Và đây là đôi tép giờ xếp từ 140 củ 4 nắp nhôm. Chạm nhún màu vàng. Xoắn hình mũi khế, củ này ren xoáy. Các cái loại củ ren xoáy này mà ai mà chơi phế phễu bắt ốc em lại tặng bích nối. Con này củ này của nó là 1.050.000 một đôi. Và đây là phân tần Pro 2528 với giá 1.300.000 một đôi. Hai bát và một chiếc các bạn. Input ở đường vào V1 là bát, V2 là bát, T là tép. Pro 2528 1 2 3 con trở bằng nhôm này. Đấy, tụ lọc của Aule này. Và có bóng cầu chì để chống cháy. Phân tần này to khủng. Đánh các dòng check khủng, bát khủng. Còn đây phân tần này có mã là tính 1 của BL. Thì phân tần này 1, 2, 3 con chở nhôm. Có một con tụ vàng ở đây là chống cháy. Check với bát, phân tần là full. Input ở đường vào. Các mẫu phân tần các bác nhé. Các bác chơi loa full thì chỉ cần ra một bát và một check. Input ở đường vào là ok. Còn nó phân tần càng nhiều chức năng thì tiếng lại càng không hay. Đấy, các bác lưu ý cho em. Phân tần càng nhiều chức năng thì tiếng càng không hay. Vì người ta sẽ làm thiên về cái nọ cái kia, thì người ta không thiên về cắt giải tép giải bát nhiều. Đấy các bác nhá. Nó chỉ có nhiều chức năng thôi, chứ còn đâu về giải thì nó làm không đúng giải. Các bác biết ở đấy cùng một con vang hoặc là một con vang cơ mà có một con vang rẻ rất là nhiều chức năng, một con vang đắt cũng chỉ có từng ý chức năng. Nhưng con vang đắt nó sẽ làm các chip xử lý tốt thì nên nó mới hay. Đấy. Bộ phân tần tí 1 này có giá 750.000 một bộ bao ship các bác nhé. Và bộ phân tần BL3 ở đây thì có giá 850.000 một bộ bao ship. Bát check này, chạy hai chỉ nhôm là tụ lọc màu đen. Phân tần này đánh cho các dòng loa array hoặc là loa full. Các dòng full 40. Đấy, phân tần BL3 này, tiếng của nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Các dòng mẫu phân tần của BL thì các bác yên tâm sử dụng. Thì hôm nay em Tùng Huyết Audio giới thiệu về cuối buổi chiều với các cái gấu hình tép kèn phân tần. Đấy, đây là những đơn hàng đi lẻ cho khách thôi, không phải là combo gì cả. Còn đâu các bác ghép vào với nhau thì tép kèn 44 thì có thể chơi với cả bộ phân tần tím 1 kia. Đấy, còn đâu em làm video ở đây, các bác nào mà có nhu cầu đến loa bát rồi thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong cái clip mới nha.